Lý Nhân Tông trích đặc. Một, tiếng trống giác về. Đời hỗn độn, bởi nên thú người dường thế lộn. Cuộc thế tàn chốn chốn rối vò tơ. Trước không lo đào bến với đắp bờ. Cơn sóng gió thuyền giật giờ không nơi dựa. Đời mặc kiếp ngắm xem sơn thủy, trời càng chan chứa. Nhìn có cây đồng xào úa, dường như lụy ứa cõi mộc trường. Cõi tàn thế nóng tợ như lửa than. Đời cùng cuối, cháu chan đường tuyết lạnh. Phá giấc mê người còn đang dữ dự. Chèn ngút mùi, la đà, rố chữ bác ái chứ từ bi. Mở trí cuồng cho người thông suốt tánh lương tri. Lo kinh kệ cho kịp kỳ thầy mở hội. Lời châu ngọc Phật tiên dạy lòng nghe mà tự hối. Tiếng đá vàng quân gốc cội đã rành rành. Khuyên trong đời nên liên kết mối nhiệt thành. Đừng mê vật chất mà ráp sanh toan kế hại. Nghĩ nhân thế đều đứng trong vòng nhân lại. Bến yêu nhau mới phải đạo làm người. Cuộc bể dâu sao biết rõ, sao rõ biết cơ trời. Đường huỳnh đạo sẵn mời kêu khách nạn. Thương hoàn cảnh mộng trường mà than thở. Xót dạ dàng nên phải tỏ khuyên lời. Thả chiếc thuyền bát nhã, cứu kẻ đắm trần vơi. Ra sức vớt kẻ còn phục bơi để bể khổ. Nghe tiếng chuông cố thế, đành tĩnh chất hồng mà rõ đạo trời đạo dựng. Đếm thuốc trần, đặng lòng dựng cho hết chứng mơ hồ. Buổi cuối cùng đã muốn quốc bấm quần hô. Đời mà kiếp, cơ đồ, gọi cơ đồ tán rạ. Này nguyên nhân, nghe lời khuyên mà chạm xương ghi giả. Tiếc gọt châu lời giả. Cách đại đồng tắt sửa cảnh khu ê. Đừng thay đổi mà phai lạc. Có lần theo đường, đê cùng dấu thở. Trải sương tuyết đồ đời nại chi nhọc khó. Sửa thế tàn cho đặng rõ đạo vô vi. Chúng trần gian cay đắng khổ cực. Miền phạm tục tưng bừng lời không ra đạo đức. Cõi thế giới không đạo rời một ngày kia phải tuyệt giấc. Huyền khắp cả hoàn cầu thế giới. Đừng trong gần, đứng trong trần người. Người phải có lý chánh đại quang minh. Đạo đời đứng xa, phải thể bóng với hình. Đời không đạo, luân lý phải nghiêm chỉnh. Đạo công bình, tán quân siêu đổ. Đời đương đạo, đặng thuần phong, gặp ân, vũ lộ. Thế giới hòa, thế hòa bình, người khỏi khổ với lương tâm. Buổi thế say trước bủa xa dầm. Đời cùng cuối kẻ lạc lầm, ráng lóng nghe rõ rõ, giọng cũ trầm đờn cứu khổ. Huyền khắp cả thế gian nhân loại, sĩ, nông, công thương, đều thấy dùng vẫy trên mặt địa cầu. Lấy tinh thần mà suy nghiệm lý cơ màu, dùng trí tuệ vẹt cho sâu, mới rõ tiếng ngọc châu lời vàng đá. Thấy cảnh điêu tàn, kẻ châu rơi người giọt lệ. Lời thần tiên dạy chẳng nệ, cứu người cho qua khỏi bể hồng trần. Đời cuối cùng trời đất xoay dần. Cuộc thế mạng hỡi nguyên nhân tịnh mộng lận. Ráng ân cần tu út đất. Cơ tàu quá tuần hoàn luật, thiên nhiên đã định. Cuối tam ngôn quy tam giáo chấn chỉnh lý chân truyền dạy nhân đạo
trở lại đất hiền. Đời mỹ tục rất thuần yên trong thế giới, chứ nhật nguyệt quang đồng cho nhân loại thế hòa bình. Đất hà hải ơn trên, mở trơn truyền người ung đúc trí tuệ tăng lên, gieo giống tốt lập cao nền đại đạo. Cảnh trời dương ánh vàng đà chói rực, đạo sửa đời rất cảm ứng linh thiêng. Dạy nhân sanh kiến tánh tâm minh, sửa thế cuộc đặng an bình nhân loại. Đờn khải ngộ tiếng kêu xa, tỉnh thức người nguyện một lần mà trở lại. Trong giác mê đột phải hai đường chính đạo quang minh, khuyên trong thế giới người khá lo tròn đạo đức. Cành thanh nhàn đã sẵn chực kề đưa, đại đạo khai thôi khá lập trí thượng thừa. Tam kỳ phổ độ trực đưa người trần dân cùng quẹo đất.